chưa nói. Biệt ly sau vời vợi có gì nào, mình đang nghe một cassette nha anh em. Cassette nè, cầm ly dưới mà Yamaha nha. Mà là 3 triệu rồi. Nó đã bị cháy một vu rồi nha. Giờ nghe bên cối gạt rồi, gạt xuống rồi. Bên cối đang chạy nè. Ê, clip 3 motor nha. Rồi chưa? Gạt lên nghe qua Thanh Thúy. Tôi tắt cái đèn nha, đẹp lắm đó. Đèn cái đèn ở màu xanh đẹp. Màu xanh ngọc đẹp lắm nha nè. Con này bị cháy một vụ này. Con này nhập xuất Đức nha, địa 220 luôn nha. Lên đèn thấy rõ. Nên là combo này cũng nhật hết luôn nha. Trừ cái đầu cối clip là thôi. Lò Kenwood này, S30 Onkyo Yamaha. Bây giờ chơi nhật đã đỡ ngán anh em rồi. Mấy cái lo này nghe nhạc xưa hay đó nha anh em. Lo nó bằng giấy á, trép nó nhiều, mít nó nhiều. Lo mít này chà bá rồi không. Bát